Alo anh ơi, em đây, em Trung Kiên đây, em đang dựng cái xưởng ở bên này, thế nó không ở quán. Thế thì như này, Nhưng mà cái máy của anh gọi Zalo vào là nó cứ đen đen mù lên, nó không nổi. thế à? Thôi được rồi, chắc em trông nữa em sẽ ghép cái đoạn này thành hình cái xe là được, anh yên tâm. Bây giờ anh này nhá, anh tên là gì, anh ở đâu ạ? Anh là Nguyễn Gia Thiết từ xã Trường Yên, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Ok, bây giờ này nhá, em chốt cho anh Thiết một chiếc xe win màu đen. Thì anh cho cái số của thằng con nhà 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 anh thì nó với gió nhá. Ok, thế anh cho số đi, em kết bạn Thì em gọi. Ok, anh cho em gọi luôn. anh Để có mặt cho nó yên tâm, không nhiều người đấy, nghĩ anh em mình kết diễn. bạn với thằng con nhà anh thì là Rồi, như thế. ok đây, để em không nghĩ rằng mình diễn đấy. Vâng, đấy, anh cho nhắn tin số đi. Vâng. Đó, anh em thấy chưa, bác rất cẩn thận như này này. Bác cái chốt đây này, nhưng em sẽ gọi vào số con bác hay có mặt bác con bác anh em nhé. Ok, em đợi em. Alo anh à. Đây rồi, em gọi cho bác được rồi, có màn hình đây rồi. Nhiều lúc gọi màn hình với nhau ấy, nó phải có màn hình. Không lên mạng nó nghĩ anh em mình diễn. Thôi nhà nhá, bây giờ hiện tại em đang ở chỗ cơ sở của em, anh làm thêm một cái quán, cái lán đây. Em làm thêm một cái cửa hàng mới. Thì bây giờ này nhá, em chốt cho bác Thuyết một chiếc xe win màu đen. Và cam kết cho bác biển là tránh 495313. Và cố gắng là hạn, cố gắng nhá, là làm cho bác trước Tết để bác chơi xe. Còn nếu thực sự không kịp trước Tết thì bác thông cảm. Đấy. Còn em hứa với bác là dọn dọn cho mai, chọn cho bác ba cái biển sạch sẽ nhất để cho bác tự chọn. Đấy. Rồi đấy là anh tin được chú, là chú cứ làm thế nào được cho anh là hài lòng. Vừa nãy em ghi màn hình nhưng mà nó không được, em phải gọi lại, bác hiểu không? Đấy. Thế thì trước hết là cảm ơn. Màn hình của anh ấy, màn hình của anh là gọi vào là nó cứ tối, xong này cứ phải thao tác từ đầu xong mới mở. Vâng. Em hiểu rồi. Đấy. Đây là con à, con bác hay là cháu đây? Đây là cháu. Vâng. Thế thì bây giờ này nhanh nhá, để tránh mất thời gian của em và anh. Em ghi âm đoạn này vào được rồi. Còn ngày mai em sẽ gọi bác trực tiếp để làm trước mặt cái xe nữa cho nó đẹp. Anh hiểu không? Nhưng mà vừa nãy chú gửi cái hình ảnh một cái xe đến rồi đấy, cần gì nữa? Đấy là hình ảnh để em đăng lên mạng mà đã bán thôi. Còn ngày mai em sẽ gọi trực tiếp, thế này em gọi quay mặt sau để bác nhìn thấy xe luôn, bác hiểu không? Thì em lên mạng nó phải như thế, em lên mạng cần phải có video. Thế vừa nãy em là quên cũng ghi âm màn hình đây này. Em phải ghi âm màn hình lại, xong em cầm cái điện thoại này em quay lại để em ghi âm tiếng, xong ghép lại với nhau thì mới được một cái video hoàn chỉnh. Đấy, bây giờ nó muộn rồi. Ok, thì là chốt cho bác là 25 triệu thì 25 triệu chọn gói rồi. Thì bác biết rồi. Và khi bác cọc cho em 5 triệu, còn số tiền còn lại em trả đến tận nhà bác. Bác cho anh em bạn bè hay thợ đi kiểm tra, nếu sai em giả lại bác cọc em đi về. Còn em làm ăn uy tín hay không em biết rồi. Ok, anh biết rồi mà. Vâng, thế trước hết là cảm một lần nữa cảm ơn bác Thuyết rất nhiều nhá. Đấy, chúc bác và đình sức khỏe toàn bình an. Đấy, hẹn bác một ngày gần nhất anh em mình gặp nhau. Anh đang và cháu nó chuyển tiền cho chú thì chú lại gọi đến. Vì em ghi màn hình bị mất em phải ghi âm lại. Vâng. Ừ, rồi. Thế thì trước hết này cảm ơn anh nhá. Có gì mai em gửi biển số cho bác, gửi cho bác mấy cái đăng ký, bác chọn biển nào bác ưng. Còn ít nhất mua nhà em là tránh 19 13 4953, anh yên tâm nhá. Chú cứ lấy cái biển nào cũng được mà, anh cũng dễ dàng thôi mà, vấn đề gì đâu. Ok, thì bác quá dễ rồi. Thế thì mai với lọc tin tưởng chú cứ làm cho anh cái sạch sạch là được, chứ không cần phải gọi lại đâu nhá. Rồi ok, thế em cảm ơn bác nhá. Thế bác chuyển khoản thì bác bảo con bác chụp bill lại nhá. Khi nào bác chuyển khoản thì bảo con chụp cái bill lại gửi cho em là xong. Xong đăng bài. Rồi. Vâng, thế em chào bác Thuyết nhá. Ok, em chào bác. Rồi. Vâng, chào bác. Vâng. Quá nhanh gọn luôn. Ok bác. Vâng. Ok. Đấy, anh em phải mua bán nhanh gọn cho anh em này. Đấy. Đấy nhá. Đấy, chốt luôn anh em. Khi người ta đã tin mình rồi thì không quan trọng, đây em ghi rõ đấy, đúng không? Khi đã tin rồi thì không quan trọng nữa rồi. Đây, gửi mấy cái xe ngoan thanh hóa này. Ok anh em nhá. Chốt kèo.